Lai xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay tiếp tục thăm mấy chồng của cô chú anh chị. Thì trước khi xem đầu nghề đó, cho Lai xin chúc cô chú anh chị và các bạn ngày mới thật nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Thì Lai cũng mong sao cô chú anh chị có xem kênh Lai á, nhớ Lai cũng ít trấu gà lắm cô chú anh chị. Thì nhớ đăng ký kênh và Lai ủng hộ Lai với cô chú anh chị để cho Lai có thêm cái động lực để quay video hay hơn nữa cô chú anh chị. Thì bữa nay á, Lai á tổng là đem một cái bẫy lớn. Thì cái chỗ mà đã có chồn của Lai phát hiện cô chú anh chị, đây lấy cái bẫy lớn Lai đặt. Còn bên đây á thì vỏ sách đựng túi lưới, còn bên đây á vỏ sách đựng chuối. Với lại đây em theo một cái bẫy để xi cua của chú anh chị. Bẫy này bẫy xi cua chứ Lai không có đặt là thầm mà Lai cũng dẫn dắt về có thể là bữa nay Lai cũng cũng bớt nữa. Cho Lai xin mời cô chú anh chị và các bạn trải nghiệm cùng Lai chuyến nó bẫy hôm nay xem như thế nào của chú anh chị. Tiến hành thăm cái bẫy đầu tiên của chú anh chị. Cái bẫy nào rồi á thì Lai thăm Lai nói không có chuột rồi cô chú anh chị. À, cái tỷ lệ dính tròn nó cao vì cái đường mòn có đó mà sao không chuột không dính, đừng nói bữa nay vô dính chuột. Ở đây kiếm vàng lắm cô chú anh chị, bởi vì người ta trồng cao su rồi dọn rừng á, rồi kiếm vàng nó vô ba cái cỏ này ở dữ lắm, nó ở luôn. Cái đầu tiên của Lai đặt ở trong đây không biết thế nào đây, chọc không ôi bữa nay không chọc của cô chú anh chị ơi, kỳ nè. Biết con gì móc chuối không, cái đường mòn gì đi bữa nay không chọc luôn của chú anh chị. Chắc con gì móc chuối rồi quá thiệt, mà móc quanh chuối trơn. Để Lai là thay mồi của chú anh chị. Ở đây là con cái nữa cô chú anh chị. Cái này hồi hồi dính chuột nó bẫy lật qua bên nè. Không ai lật mà nó nghiêng qua bên luôn. Nó nghĩ rằng cái này thì sẽ sợ là mèo. Mấy cái lớn nó đặt đây thôi chứ thiếu thiếu gì gừng lớn. Đem cái lớn vô gừng lớn đặt nó đã. Sạch nữa chú chị, trời ơi, mèo, chắc mèo lại gần gì trời, nó lại dính chuột coi, trời ơi hàng gì dính thì sốc, con mèo rồi chú chị, hàng gì có ấy là hồi gọi nó nghiêng nghiêng, nó lại nó gịnh sốc, hết biết rồi mà, mèo đen nó chui vô đây nè, nó như là mèo lắm rồi, tao dòi cái ấy rồi này. Ở đây là con cái của chú anh chị. Thấy cái đường nước. Nước này nó xả nè. Trộn nó lại nó chốn này nè cô chú anh chị đã có nước uống luôn. Đặt thắng này là phải me gần gần mới được nước. Trộn sóc chuột rồi xuống đây hết. Trời ơi, con gì là móc chuối trơn chú anh chị ơi. Trời ơi, nó bóng gì đây mà không có trời. Sao cái bẫy chịch bên trời. Ủa cái bẫy kỳ vậy ta. Phải không biết. Để thay mồi cái tiếp qua chia sẻ của chú anh chị xem. Cái này bữa nay vô mà không dính thì lại cuốn luôn cô chú anh chị, mà dính không dính thì lại cũng cuốn luôn. Dính không dính thì cũng phải cuốn cái này mấy cử rồi sập mà cô chú anh chị,
xem nó dính gì đây. Con gì đây? Con sóc. Sóc cũng cuốn luôn rồi chú anh chị. Dời chỗ khác. Ông quýnh hết trơn không? Ông vô ông dính bẫy ông quýnh hết trơn. Đó. Đã không rồi chú anh chị. Dời luôn. Chỗ này im thấy sợ mới đầu lại xuống đây đặt lại nói là dính tròn chắc luôn chú anh chị. Thầm tới giờ không dính luôn. Cái này lũ vô lần nào cũng dính sóc chứ không dính chị. Tròn thì không thấy mà thấy sóc không. Dính con chuột mà. Còn nhiều lụm sóc rồi truyền miên luôn. Ở bữa nay không sập chú chị. Rồi bữa nay không sập luôn. Hết sóc cái gì. Bắt đi hết rồi. Cái này đặt bữa cử nữa là lai sẽ cuốn dời của chú chị. Cái này lai thăm nhiều cử lắm mà lai cũng không có quay chia sẻ của chú chị. Bởi vì cái bẫy này khó quay lắm. Để lai chia sẻ mấy trái bưởi này của chú chị. Cái này là đây nè. Bưởi ở đây thì khô nước rồi của chú chị. Vì người ta bỏ nó không tưới luôn. Mà ăn nó ngọt một cái thấy sợ luôn. Nhưng mà chuyện chơi đâu. Bữa này ăn ngọt lắm cô chú chị. Đất ở đây trồng ngộ thiệt chứ. Đáng lý ở chỗ là trồng bữa này là hay cho cô chú chị. Là nó chua lòm mà. Còn đất ở đây trồng trái cây ngọt thiệt. Cái bẫy này đã bị móc chuối biết nhiều lần. Bữa nay là cũng xuống cuốn luôn. Đã nghi chắc chuột sóc gì đó. Còn chuối không đây? Ờ bữa nay còn chuối của chú về. Cái đường mòn gì mà lai quẩy không dính nè. Cuốn luôn. Ở đây là con cái của chú chị. Cái này cái bể lớn nè. Nhà thăm này nó mấy thử rồi. Không có sạch luôn. Cái cây còn nguyên cán luôn chú chị ơi. Còn chuột không biết. Còn đây là vô lúa của nó cũng được. Chuột còn nguyên. Phần này nhóc chân bảy không vô chú chị. Ở đây lại có cái bẫy lớn của chú chị. Bẫy này là mới bỏ chuột vô cử rồi nè. Bữa nay sao đây. Trời ơi, không sạch luôn chú chị ơi. Còn chuột. Nó cắn nó lôi ba lá ủ vô rồi. Để lại vô mỡ, vô lúa cho nó cô chú anh chị. Cái này bên này không dính là xe rút của chú anh chị. Biết bao nhiêu cử rồi. Không thấy sạch luôn. Thôi thôi không sập luôn quý anh chị. Cái chú xong rất dưới trời kỳ nè. Không hiểu luôn. Con gì vào đâu là kiểm tra cái bẫy lại của chú anh chị. Tới cái bẫy huyền thoại của chú anh chị. Cái bẫy này đặt cũng phải nói là lâu huyền thoại luôn. Chứ không phải mà dính huyền thoại. Tẩy em chồng rồi để neo luôn. Mà giờ ba bãi rồi cũng dính lại. Giờ hai bãi kia thì móc chuối lia lịa. Thế gì móc quốc bẫy thứ ba cái rồi mất luôn. Lấy cái bao vàng vàng tấn nó nhát luôn.
trời ơi, còn nguyên không sập nữa chú chị. Cái này chắc bữa nay mà chuyến sau mà không sập nó lại cái cuốn giờ nữa chú chị thua chạy mặt nó luôn à. Chú vàng còn nguyên luôn. Tới cái bãi bộ chuối nè cô chú anh chị. Dính trồn dằn cái mương nè. Bữa nay lại làm em nữa coi. Mấy chỗ nào mà hàng khủng lại đeo lắm mua chú anh chị. Hàng nhỏ mà là thăm cử, hai cử, hai ba cử sao không dính là cuốn này luôn. Chỉ chỗ này dính tròn cái gửi. Gần cái sáu luôn chứ cái gửi gì. Sao không? Rồi còn nguyên nắp nữa chú anh chị. Kỳ cục cái chỗ gì là dính con mất tiêu luôn. Còn chú đẹp quá đẹp luôn. Để lại luôn của chú anh chị. Chú đẹp như mơ không? Ở đây là con cái của chú anh chị. Cái này là cũng mới giờ nền không à. Gần như thấy sợ mấy khu vực này của chú anh chị. Có thể là ít tròn bởi vì không có thấy đường mòn. Cái này mà thấy đường mòn quấn cái lụm liền luôn, quấn cái là lụm hàng liền có người đi chơi thôi. Vô của chú chị vô trời ơi, không có đường mòn quấn cũng dính luôn của chú chị. Không có đường mòn quấn cái lụm liền luôn nè. Trời ơi đã mới giờ nền. Mới giờ này cô chú anh chị. Đã ghê chưa? Em này ký mấy cô chú anh chị ơi. Em này hàng khủng rồi. Em chắc không hàng khủng như mấy mà trên ký rồi cô chú anh chị. Trên ký rồi. Quá đã rồi. Không thấy đường mòn quýnh có lụm liền trời. Lai ngày bom lại vô đây là quần biết lâu rồi cô chú anh chị. Lá cây còn nguyên không thấy đường mòn chứ. Nè. Đặt cái bẫy này lụm liền nè. Đã không? Có đôi bươi cỡ này nè cô chú anh chị. Đó. Xong cái bình qua. Mình lấy ra cái mình banh cái lại của chú anh chị. Đó, banh ra. Banh cái bóng ra. Nó quất cái bẫy vô. Bươi nát cái chân dễ đặt lắm. Bằng đó. Quá đã cô chú anh chị, em này khát nước thì em này không la cô chú anh chị. Để lại đặt lại lại ra ngoài để bắt luôn. Lại bắt em nó ra luôn của chú anh chị. Em này khát nước rồi. Trồng đen của chú anh chị. Em chắc có khoảng ký 1, ký 2 à. Đã không của chú anh chị. Mấy cái bẫy này lại mới giờ không rồi của chú anh chị. Điểm mới. Lại mới giờ cái điểm mới luôn chứ. Không có giờ nền mà sinh gần của chú anh chị. Lại giờ nền xa luôn. Đó. Quá đã. Bắt em nó ra cô chú anh chị. Mấy em này hiền là có cái chỗ này có nữa là cô chú anh chị. Ở nhiều con lắm. Cắn đứt dây chân. Chạy em. Gờ mình nó chạy. Ý, em này nặng lắm luôn chú anh chị ơi. Em này ký 2 khỏe. Trồng đen nặng lắm. Em này tự giá từ ký 2 của chú anh chị. Vì mình nặng thấy sợ gì chứ.
Cái này bỏ vô cái tiếp tục chia sẻ của chú anh chị xem. Cái bẫy này bữa nay cái này dính câu lắm của chú anh chị. Rồi cái dĩ của này nó nghiêng qua bên sát cái lòng đi vô không sạch. Điên bên nó hên. Vì con dây lai gầy dài quá. Ta nghĩ là sốc quá. Đừng nói bữa nay không sập nữa đi. Sập rồi cô chú chị ơi. Không biết còn gì đây. Trời ơi con sốc của chú chị ơi. Đổi cái bẫy vô quấn cái lụm nó liền. Để này móc túi là cô chú chị. Điểm ở đây bẫy trầu ngộ lắm cô chú chị. Điểm quấn dính con một. Ở đây lại con cái cô chú chị. Mấy em nữa cho khỏe khỏe coi. Cái này không dính nhắc lại cuốn nữa nè. Dời cô chú chị, giờ điểm mới. Cái này là thầm mấy cử cũng không dính. Không dính thì ấy dạ. Ồ, chút xíu té của chú chị. Ồ, dây chặt quá trời. Cô cũng rất thông cảm với lai của chú chị. Còn nguyên luôn. Cái bẫy mình nó tốt hết biết tốt cái bẫy. Không còn gì vô luôn chú anh chị. Cuốn luôn đi. Ở đây là con cái của chú anh chị. Xách theo cái bẫy si cua của chú anh chị. Xách để xách chứ. Dướng tùm lum. Lúc này đú đuối rồi cô chú anh chị. Nắng chưa gắt á. Lội thôi mấy vừa cổ su thì nó còn mát mát để đỡ. Mệt à. Có dính hàng là mê của chú anh chị. Không biết mệt. Cái đồ ta hút cái gì. Đây nè cô chú chị ơi. Rồi chết chứ chị. Rồi cái chỗ gì đây mà trăm mấy cử không dính trời. Chỗ này ngon thấy sợ luôn. Hết biết mà. Ở đây là con cái của chú anh chị. Lấy theo cái bẫy chi cua nữa cô chú anh chị. Một chú vô sẵn. Cái chỗ nào mà đất bằng thì xách vô xách theo. Còn chỗ nào mà chung mà phải coi nó đi đã mòn rồi chú anh chị. Mà khu vực này là bẫy dính con em không, nó móc lỗ rồi nữa nè, ghê không, mới dính con em một thăm mấy cử sao chắc quất luôn. Này là làm em nữa coi, thấy móc lỗ rồi, thấy phái rồi, thấy hăng rồi đó. Chết luôn chú kìa. Còn nguyên chuối luôn. Khùng quá. Một em một mất luôn chú anh chị. Để luôn. Ở trong đây là con cái của chú anh chị. Cái bẫy này nè của chú anh chị. Mà lai mà xuống đây là đặt dưới này đó ha. Đó, trong lỗ đó. Và dính cái bóc này của chú anh chị. Mà không có đường xuống luôn. Trời ơi. Nó sâu xuống rồi lên không được của chú anh chị. Hết biết mà nó làm đáng lẫy cái lỗ đó chân mà không xuống bẫy được mới đau được. Cuối cùng bẫy tàu lao ở trên
này gừng không, gừng đồi không cô chú anh chị. Nó trồng ba cái chành non này, ố cái chành này là bông vàng rồi nó tiễn bỏ hàng hàng chành bông vàng cá đóng. Ủa xong cái cây này ngã đây rồi kìa. Không sập luôn chúng chị ơi, im vẫy mắt lạnh luôn, cuối cùng chết luôn hết biết mà. Đặt cái bẫy không có ngay đường mòn đó cô chú anh chị, khó ăn. Trời ơi, con gì là móc túi trời, để đài luôn cô chú anh chị. Chú cũng còn quá tốt. Cái bẫy này là cử đầu tiên và dính một em. Đặt cái bẫy vô đây, đặt dính em xài không được cô chú anh chị. Từ đó tới sau chết quớt luôn, rồi chết nữa nè. Cái này cuốn luôn cô chú anh chị ơi, hết hết khả năng rồi. Giờ ở đây lại có một cái nữa cho chúng chị. Bữa nay chết, nó lại lời nó móc túi nữa. Chết của chúng về, lại đút cây lớn vô. Ở đây lại con cái của chúng về. Cái này rồi dính được em sóc. Nghe em chồng. Em chồng tới em sóc. Mới dính hai em. Sạch nữa chú anh chị ơi. Con gì đây? Thầy phải sóc. Thấy cái đầu nữa. Thầy còn sóc có bự chú anh chị ơi. Ghê thiệt. Đá còn của chú chị. Đấy là dời của nó nhé. Đặt đại gì đó, lông trong gì đó. Dính là dính à. Chứ ở đây dời không được, không được của chú chị. Ở đây làm đêm là thua. Lấy cục đá này ra. Đó. Để lại bỏ vô cái tiếp tôi quay chia sẻ với chú chị xem. Còn sau cũng được. Ở đây là con cái của chú anh chị. Sóc nó xảy. Nó xảy mà nó chạy vô trong vườn như là của chú anh chị. Như vậy nè. Chạy khơi 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 khơi. Lại gọt lại chụp lại dinh. Rồi gọt không có mở máy quay. Cái này im lắm ạ. Cái này trước làm văng cái bẫy ra ngoài. Thì sau cái đầu dính em xúc đất. Cái này ngon, nó sập cái nữa đi lại chắc chắn là chồng lại 10 cái bẫy của lại cho chúng chị mà nó dính sốc đất. Sập đâu chú anh chị ơi, trời ơi sập nhiều chốc lóc trời, không lẽ sốc luôn. Sốc mà dễ làm cái bẫy nó không văng ngoài. Rồi. Không lấy sóc nữa rồi. Rồi sóc nữa chú anh chị ơi. Dính sóc nữa.
câu cho câu vô nguyên bầy luôn. Bên này cô chú chị nuôi đã không, sóc con không, sóc này về thả nuôi của chú chị quá đã, hai em luôn, quánh cái lụm hai em luôn. Cái bẫy này ở đây đặt ở dưới là dòi lên trên này nè của chú chị, đặt cái chân chỗ mà cái điểm mà nó hai cái đó, ta dời bớt lên cái mì ra dời lên trên đồi, trên cái cũng chung một đường mương mà dời khúc lên trên chút. Cái đồi điền phải nói chứ cục ghét, cái ghét xuống của chú anh chị chân chỗ nào quên ta, cái dưới này quá. Này thấy cái đường mòn ở trên này nè, hồi rồi lại đặt cái đó đó, chỉ đó đó là giờ chính đây nè, cái chỗ này luôn rồi giờ có góc à, sập không rồi chết luôn chú chị ơi. Chú được như vậy chú đẹp hết biết không, mà chết rồi. Đường mòn này ngon lắm nè, cái bầy lớn bảy nha, bảy này là lúc nào cũng dính chân, mà dính chuột với sóc không, của dính chuột chưa dính con gì bự chứ. Trời, bữa nay không chập luôn chú chị ơi, còn hai cái bảy xuống đây không dính cái nào luôn, thầy thua còn lại còn nguyên luôn. Còn nguyên màu luôn chú chị ơi, hết biết rồi. Cô chú anh chị xem gà rừng nó bơi nè của chú chị nè, lên cả một khu vực luôn nè, loạn đã chân, thôi rồi khủng khiếp thiệt, mà cái dấu đi của nó không được thấy nha cô chú anh chị, thấy cái dấu bơi thôi, nó bơi nè, gà rừng không đó, nên vừa con su này bơi. Ngồi lên ở trên mà ở đây không ai săn bắt đâu gì đâu cô chú anh chị, như ở đây là ở đâu lại săn bắt thôi, chứ đây cái này đắt cái gì, qua là đặt đâu khúc này một cái nè, cái suối này toàn là đá không cô chú anh chị, đá cục bự bự, đá tràng ong á, không biết qua đây đặt cái nào đâu quên nữa. Bùm bùm ra ở đây không ai săn bắt gì chứ, chắc qua đây đặt đây quá, cái này đây cũng mới dời nè, trời ơi còn nguyên của chú chị, nguyên cái đường suối gì mà đặt cái bẫy đây không dính là sao. Rồi còn nguyên màu luôn của chú anh chị, ghê không, quá trời vậy, quá đẹp luôn. Chỗ chính mà nó rụng cỡ này nè cô chú anh chị, cái đều quá hết biết cái nào cái thấy nha. Quá trời đang trái nè cô chú anh chị, thôi rồi trái đen gì nó ngon rồi chú anh chị. Ăn thử trái hay cô chú anh chị, ở đây thiếu gì, xanh vàng đỏ là đủ vậy luôn, cái đỏ đều đỏ với đều đỏ là điều này nè cô chú anh chị, mà điều này không biết ăn mặn đều vàng không à,
Đây xin mời cô chú anh chị và các bạn nghe. Ăn với làng trái điệu. Quá ngọt. Cái này ngọt gắt luôn chú chị. Bởi vì đây là cây lão mà. Cây nào có ai hết biết không? Lão à. Hết biết đã. Luôn thì vàng đất luôn. Tại đứng cái này trên đầu được chú anh chị. Cái này đầu nhìn đầu này nhìn đầu kia. Cái này trên đầu nha. Còn mà la lộ xuống đó, xuống này là la lộ xuống đặt đó, cái bẫy là la lộ lên nổi chú anh chị. Và cũng phải gắn lộ. Để la xuống đó là đặt cái của chú anh chị. Rồi á. Ở đây là có đặt cái của chú anh chị. Lại sách cái bẫy theo xì cua của chú anh chị. Sách cái vỏ sách với cái bẫy này vậy mà lên đi lên đi không nổi. Quá trời. Đặt ở đây công nhận, đặt bẫy đây nguyên nguyên. Mệt lắm. Nguy hiểm của chú anh chị. Không phải mà nguy hiểm mà con cái là quá mà quá đuối. Ở đây không phải nói chứ. Trồng củng là lai tính đem bẫy lớn với lai đặt mà sáng gì lai thăm chưa có con chuột nữa cho cô chú anh chị. Bắt buộc lai xách cái bẫy lớn đi luôn rồi. Cô chú anh chị trên đầu rồi. Trời ơi. Cái đầu xách vô xách đi lên chèo cũng hả không. Cái điểm mà lai tính đem bẫy lớn lai lai đặt này của chú anh chị. Không biết cái con gì mà nó nằm một lỗ chà phá. Ta nghĩ chắc con trồn gì á. Rồi đánh cái bẫy chuối ở đây à. Mới mốt có chuột ở đây đem bẫy lớn này đây đổi. Cái địa hình này mà quýnh cái bẫy lớn nó hết biết đã luôn chú chị ơi. Nó thông nó đẹp lắm luôn. Chúng đi vớt nghe em trồng heo coi. Trời trời. Cái bẫy sập không thấy dính gì luôn của chú anh chị. Thì cục gì nè. Hết biết rồi. Không thấy dính con gì luôn. Coi con gì nằm nó nằm một lỗ đó kìa chú anh chị. Đó. Lá cây cũng lắp lại đó. Nó quấn cái bẫy chân cái này luôn rồi. Mấy cái con gì làm sập bẫy nè. Để lại gài lại của chú anh chị. Cái này cái cuối cùng của chú anh chị. Cái này à, dính không dính là cũng cuốn luôn. Dính sao lại lại tội địa điểm đặt của chú anh chị. Cuối cùng nên vớt thêm em nữa coi cho khỏe coi. Mấy cái này khả năng dính trồn chậm lắm bởi vì không dính cuốn luôn của chú chị. Rồi chết nữa. Con gì móc túi tan nát hết trơn. Lai thăm bẫy trộn đã xong rồi cô chú anh chị. Thì trước khi xem thành quả đó, cho Lai xin nói lời cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã gửi đến câu comment thân thương ban tặng cho Lai. Lai chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều lắm cô chú anh chị. Nhớ tặng cho Lai một like với cô chú anh chị. Thì bữa nay á thì Lai chỉ được á là một em trộn của chú anh chị chút xíu nữa thắt nữa rồi. Thì nhờ Lai dời mấy cái điểm mới thôi. Chứ thôi điểm cũ là không dính luôn cô chú anh chị. Lai bởi vì cuốn bữa nay á điểm cũ là Lai tổng cộng á Lai thăm được sao rồi cô chú anh chị. Là lai cuốn ở đây là tổng cộng đó là 5 cái bẫy nhỏ và cái bẫy lớn đây đem đi hồi sáng của chú anh chị. Không có một chuột nào để bỏ vô cái bẫy luôn, lai chở về luôn. Hồi sáng lai làm biếng bắt đi
thì bữa nay thành quả của Lai là tổng cộng là được 6 em xúc đất, nhưng mà hai em nhỏ Lai có một người em ở nhà của chú anh chị là xin nuôi á, Lai sẽ đem về Lai tặng luôn. Còn ở đây Lai được một em chồng này, Lai sẽ chia sẻ em chồng này coi được bao nhiêu cô chú anh chị. 6 em xúc đất cô chú anh chị với một em trồng heo, chuột bữa nay không có con nào luôn. Thì mức ăn của Lai là không không, kéo luôn cô chú anh chị. Tôi lấy cái này khô cô chú anh chị, khô và lá cây cũng khô luôn đó. Thì thành quả nó của em trồng này á, là 1 kg rưỡi đúng cô chú anh chị. Cái gửi đúng á, thì Lai trừ á, cho 2 lạng luôn đi, trừ này là dư phù của chú anh chị. Bởi vì cái lưới này Lai đón chắc 1 lạng mấy à, Lai trừ cho 2 lạng luôn. Vậy là em chồng của Lai 1 kg 3 của chú anh chị. Hãy gù. Lai đón từ ký 2 ăn lên mà. Vậy là bây giờ Lai cầm nặng lắm cô chú anh chị. Quá đã không. Nhưng mà 1 kg đi xa như vậy á cô chú anh chị, có hàng hơi cũng khủng gì cũng đỡ. Chứ mà hàng mà kiểu 8-9 lạng cô chú anh chị là tính ra cũng không có lợi gì nhiều đâu. Cuối clip này cho Lai xin chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và thuận lợi trong công việc nha. Lai xin hẹn cả nhà clip tiếp theo. Lai xin mến chào tạm biệt cả nhà.